kêu rồi đó Hảo. Kêu rồi. Ôi. Đi đền chùa, bé gái chà tay vào chậu khiến cho nước bất ngờ nhảy múa, sự thật là gì? Mới đây một đoạn clip chia sẻ lại khoảnh khắc một bé gái bước tới trước một cái chậu đồng được đặt trang nghiêm trên bệ thờ trong một ngôi chùa. Sau đó cô bé dùng hai tay chà liên tục lên hai quai của cái chậu đồng, mặt nước đang sóng sánh bỗng nhiên dần dần trở về trạng thái tĩnh lặng, hòa với tiếng cót két do sự cọ sát của bé gái vào hai chiếc quai đồng là sự rung lên từng đợt của mặt nước, và cuối cùng là hình ảnh những giọt nước bắt đầu bắn lên cao, nhảy múa lăng tăng trong sự kinh ngạc và những tiếng trầm trồ của hàng chục con người đang háo hức dõi theo. Rồi, nhà đây. Bông tay chưa? Kêu rồi đó Hảo. Kêu rồi. Ôi! Được biết trước đó cũng đã có không ít người đã từng thử khiến cho mặt nước nhảy múa nhưng đều bất thành. Hiện tượng tâm linh huyền bí khó giải thích trên càng làm cho nhiều người củng cố thêm niềm tin vào sự tồn tại của những điều kỳ lạ xảy ra xung quanh mình. Tuy nhiên, nhiều người tin vào khoa học lại cho rằng đây chỉ là một hiện tượng vật lý bình thường gọi là dao động cộng hưởng gây nên. Cụ thể, khi một người canh đúng nhịp cộng hưởng thì nước sẽ nhảy lên. Cộng hưởng càng cao thì nước bắn lên càng lúc càng mạnh. Còn sai nhịp thì triệt tiêu dao động, nước sẽ nằm yên. Thế nhưng vẫn có nhiều ý kiến không đồng tình vì đã có không ít người cũng thử chà tay như bé gái nhưng mặt nước không có chút động tĩnh nào. Một số ý kiến được mọi người để lại, chẳng qua là nó cộng hưởng dao động nên nước rung lên thôi, mình thấy bình thường mà. Vậy tại sao có người chà thì lên, còn có người chà đỏ cả tay mà nước vẫn không lên? Nhiều người nói tùy duyên thì nước mới nhảy lên, mà cái gọi là tùy duyên nó cũng là cái gì đó khó giải thích. Mà khó giải thích thì gọi là tâm linh thì cũng không sai được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.